の一人が玄関に近づいて何かに触れると一目散に逃げていきます。触っていたのは、các bạn ạ, tôi cứ tưởng là xỉu nhi ở Nhật Bản ấy thì nó có khác gì so với xỉu nhi ở Việt Nam không, nhưng mà chúng nó giống nhau các bạn ạ. Và tôi thấy cái trò này không những ở Nhật Bản, ở Việt Nam mà nói chung là ở đâu cũng có. Đại khái thì cái bản tin ở Nhật nó nói đó là ấy, có mấy thằng xỉu nhi Nhật Bản chán quá không có gì làm, bấm chuông xong rồi chạy. Ấy, anh em thấy tuổi thơ dữ dội chưa? Tuổi thơ dữ dội chưa? Ở trong bản tin thì có nói là mấy ông xỉu nhi Nhật này 15, 16 tuổi gì đấy. Có một điều mà tôi nghe thật sự tôi thấy không hiểu là ngày xưa cái trò chơi bấm chuông này, tôi chơi từ lúc tôi bé xíu luôn. Đấy, nhưng mà ở bên Nhật thì toàn 15, 16 tuổi mới được chơi là như nào nhỉ? Mà bọn xỉu nhi Nhật này nó đùa dai vãi đái. Có bao nhiêu nhà nó không bấm, nó chỉ bấm mỗi nhà cái ông kia thôi mà bấm từ sáng đến tối các bạn ạ. Xong rồi thì ông chủ nhà bị nghĩ, là tôi cũng nghĩ nữa. Stress. Xong rồi trả lời phỏng vấn bảo không biết mình có làm gì thù hằn với chúng nó không. Cay. Cay, là tôi cũng cay. Ông chủ nhà cay của ông báo công an. Mà kể ra mấy ông công an Nhật cũng buồn cười. Mấy cái vụ kiểu này thì sao mà tìm nhanh thế, bắt được thủ phạm luôn. Thì hỏi ra mới biết nó là mấy ông này có mười mấy tuổi thôi. Và bấm chuông trêu chọc người khác ấy chỉ là cách chứng tỏ bản thân. Trời, chứng tỏ bản thân bằng cách bấm chuông cho người khác à. Thế thì tôi nói thật với các ông nhá, chứ còn Việt Nam bọn tôi ấy 6-7 tuổi trưởng thành hết rồi. Cười vãi cả đái, thật là cảm giác.